Hoa hậu siêu quốc gia 2013 xuất hiện rạng rỡ khi đến Việt Nam. Hoa hậu siêu quốc gia 2013, Mutia Johanadatun vừa tới Việt Nam để làm giám khảo. Quốc tế cho đêm chung kết Miss Sea Island Việt Nam, Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hoa hậu siêu quốc gia 2013 rạng rỡ trong một chiếc đầm đỏ đơn giản với kiểu tóc búi cao, nhưng vẫn tôn lên được nhan sắc tựa như nữ thần của mình. Đây sẽ là lần thứ tư Mutia Johanadatun đến Việt Nam sau chuyến đi đầu tiên vào năm 2019. Hoa hậu siêu quốc gia 2013 Mutia Johanadatun sẽ tham gia những hoạt động quan trọng, ý nghĩa tại Quảng Ninh. Đồng hành với cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 với vai trò giám khảo quốc tế, nàng hậu đến từ Philippines đến trễ hơn dự kiến một ngày do lịch trình công tác và quay quảng cáo tại Thái Lan. Có mặt từ sớm để chào đón cô trong lần thứ tư đến Việt Nam, Mr. Tourism Việt Nam 2022 Phùng Phước Thịnh diện vest đen lịch lãm, khoe về điển trai nam tính. Nam Vương Du lịch Việt Nam 2022 dành tặng cho Hoa hậu Mutia những bó hoa tươi thắm và lời hỏi thăm cùng những cái ôm thân thiết. Trước sự đón tiếp nồng hậu, Miss Supranational 2013 gửi lời chào đến người hâm mộ cùng nụ cười hạnh phúc. Biểu cảm ngạc nhiên vì được quá nhiều tình cảm từ fan sắc đẹp Việt yêu mến sau mỗi chuyến bay đến Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu con người mến khách nơi đây. Và tất nhiên, tôi yêu ẩm thực của các bạn, Mutia nói. Cô hội ngộ Mr. Tourism Việt Nam 2022 Phùng Phước Thịnh. Được biết, cả hai khá thân thiết khi đại diện Việt Nam sẽ tham dự Mr. Tourism World vào tháng 1 năm 2023 tại Philippines. Chia sẻ cảm xúc trước khi đồng hành cùng thí sinh tại vòng chung kết và đăng quang, Hoa hậu siêu quốc gia 2013 nói, tôi cũng rất vui và hồi hộp chờ đợi vòng chung kết, Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2013 sẽ được tổ chức tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Hồi đầu tháng 10, khi chứng kiến công tác chuẩn bị và sân khấu hoành tráng của vòng bán kết, tôi đã rất ngạc nhiên vì sân khấu quá hoành tráng và quy mô. Tôi tin rằng Miss Sea Island Việt Nam 2022 sẽ rất thành công. Hôm nay ngày 19 tháng 10, Hoa hậu siêu quốc gia 2013 sẽ đến Quảng Ninh để làm giám khảo chấm thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022. Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 10, sau đó, cô sẽ tham quan các di tích lịch sử, địa điểm du lịch và thưởng thức ẩm thực và chụp ảnh tại Hạ Long, Quảng Ninh. Hoa hậu siêu quốc gia 2013, Mutia Johanadatun sẽ góp mặt với vai trò giám khảo quốc tế tại cuộc thi Miss Sea Island Việt Nam, Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022. Thành phần ban giám khảo chính thức của cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 gồm nhà sử học Dương Trung Quốc, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, trưởng ban giám khảo, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, tiến sĩ nhân chắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà thiết kế Lý Minh Tuấn. Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022 tại Quảng Ninh. Đêm chung kết, Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra vào tối ngày 22 tháng 10 năm 2022 tại sân khấu nhạc nước Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Lê Quốc Khánh.